Ok luôn anh em, chào mừng anh em đến với đây. Rồi, rất lâu rồi tôi mới có dịp ngồi livestream trực tiếp để cùng anh em xem cái giải đấu này. Hôm nay chúng ta sẽ nháp thôi nha anh em nhá. Hôm nay thì cái giải đấu ở khu vực là khu vực Trung Quốc. Anh em đợi chút. Lâu rồi ấy, tôi không động đến cái OBS để phát trực tiếp nên là mấy cái thao tác cũng như kỹ thuật tôi quên mất. Đấy, hôm nay tôi phải chỉnh lại. Hôm nay tôi có livestream trực tiếp với giải đấu ACOT Season 3. Cái giải đấu này thì là do chính The Rodo, nhà phát hành tổ chức anh em nhá. Đây chắc là tôi nghĩ là một trong những cái giải đấu nó gọi là chuyên nghiệp nhất bây giờ đấy. Giải đấu do chính nhà phát hành người ta tổ chức thì chắc chắn là nó sẽ rất là chuyên nghiệp rồi. Anh em nghe gì chưa nhở? Alo alo. Không nghe thấy bình luận à? À đấy. Quang Trần. Hello chào anh em Quang Minh Trần. Có anh em Quang Trần, các anh em đều là các anh em đăng ký hội viên nên là cái tên rất là nổi bật. Rồi. Anh em nghe gì chưa nhở? Tôi vừa mới bật mic lên nên chắc là hay là bị delay nhở? Có khi là bị delay 30 giây không? Buổi truyền hình trực tiếp delay 30 giây. Nghe gì chưa? Thế chết rồi, thế phải tắt lại, chỉnh lại vậy. Anh em cái truyền hình trực tiếp này là cũng là một phần là tôi khoe là kênh này nó nhiều người đăng ký hội viên. À nghe rõ một một à, ok anh em sang ngô. Đấy, anh em hội viên anh em nhớ chat nhiều vào nhá, anh em chat nhiều vào. Đấy, chat nhiều giờ dùng nhiều sticker icon đẹp vào để cho anh em khác nhìn vào thấy thèm để anh em đăng ký hội viên ủng hộ tôi. Rồi anh em đợi chút nhá, chỉnh tí á. Xem nào, giải đấu này là đang vòng thì tôi xin giới thiệu một chút là đây nó là cái vòng 256 người nha anh em nhá. 256 người thì đây đó là group. Hôm nay nó sẽ là group 29, 30, 31, 32. Đấy, đây là những cái group cuối cùng của bọn Trung Quốc rồi. Hết ngày hôm nay và ngày mai. À ngày hôm nay thôi là xong cái vòng loại của bọn Trung Quốc. Thì tôi cái bọn Trung Quốc này thì tôi chỉ livestream đúng một trận. Gọi là trận nháp thôi. Xong rồi đến tuần sau là chúng ta sẽ vào với cả Đông Nam Á nha anh em nhá. Và ở Đông Nam Á thì có Việt Nam nha anh em nhá. Trả lời anh em Quang Minh Trần thì có nhá anh em nhá. Xem anh có bao nhiêu người đăng ký hội viên ở đâu nhỉ? Cái này thì em phải vào trong ấy của anh. Cái này thì em lại phải vào trong trang quản lý studio để em biết được. Nhưng mà nếu mà em cần là tôi chụp ảnh cho xem. Thực ra thì anh em thấy là ngày trước là tôi bảo là gần 300 người đấy, nhưng mà mãi đeo được 300 người anh em ạ. Đấy mà rồi ôi anh em ơi, vừa mấy cái ngày vừa qua là không hiểu sao mà tôi không biết là tôi có đắc tội gì với anh em không, hay là có phải là cái lý do là tại vì tôi nghỉ 4 ngày không. Đấy thế mà rồi cuối cùng là 30 anh em bỏ không đăng ký hội viên. Đùa, thật là như thế luôn. Tôi vẫn còn đang rất là buồn từ cái ngày hôm qua tôi xem bảng đăng ký hội viên. Tự nhiên 300 anh em, không phải 300 anh em, sorry anh em, 30 anh em. Đấy, 30 anh em bỏ đăng ký hội viên, dã man. Tôi không hiểu là lý do gì này. Thôi để rồi để hỏi anh em sau vậy, trong video clip tiếp theo. Nhưng mà hình như là có vẻ như là YouTube không cho đăng ký qua Momo nữa. Anh thường livestream lúc mấy giờ? Tôi thường là tôi livestream là không có livestream nha anh em. Livestream là chỉ livestream ngày trước thôi. Bây giờ là tôi đợi vợ tôi đẻ tôi mới livestream được nha anh em nhá. Đang trong quá trình đợi vợ đẻ nên là bây giờ không có thời gian livestream anh em ạ. Làm clip nó dễ lắm, vào làm clip một trận thôi xong rồi ra livestream ngồi coi như triền miên. Đấy mà nó cũng không được cái việc gì anh em ạ. Đấy, nhiều khi là nó không được việc nên là tôi mới bỏ. Đấy, anh em thông cảm nhá, livestream ngày trước livestream ngồi livestream tôi thấy mất thời gian lắm. Hôm nay là bởi vì là cái này anh em biết tại sao tôi livestream không? Tất nhiên là anh em biết rồi. Vì tiền. Bản PC tải ở đâu ạ?
bản PC thì anh em vào trong Google, anh em ấn chữ Epic Game nhá. Hello, chào Asen. Đấy anh em, tôi bảo rồi, anh em đăng ký hội viên anh em chat nhiều lên nhá. Tôi chỉ hy vọng là tôi được 300 anh em hội viên thôi. Nhưng mà đấy anh em thấy không, vừa mất 30 anh em hội viên xong đấy, mãi chưa lên được 300. Rồi, meta này thì anh em biết rồi đấy. Glacier Clyde chơi 12 con. Và cái thằng top 1 bây giờ nó đang chơi như thế anh em ạ, già 2 rồi. Xả tiền hết tiền ở round thứ 23. Thực ra là cái bộ này là roll là nhiều, chứ còn up cấp thì nó là up cấp bằng sách thôi. Còn chủ yếu là chúng ta sẽ roll. Và cũng báo cho anh em một tin vui, đấy là ở trong cái buổi livestream của tôi thì sẽ chọn ra 20 anh em may mắn nhá. Là sẽ có một cái phần quà, là cũng không to lắm đâu, nó nhỏ thôi. Nó chính là một cái hòm, một cái hòm ở trong cái bộ siêu tập mùa hè nhá anh em nhá. Tôi cái bộ siêu tập cái gì mà kiểu du lịch mùa hè gì đấy, nói chung là tôi cũng không nhiều lắm. Đấy thì kết thúc buổi stream thì các anh em mà chat nhiều ấy thì tôi cứ lấy ra 20 anh em thôi nhá. Ngẫu nhiên đấy. Thì kết thúc buổi stream thì anh em nào mà chat nhiều thì cái tỷ lệ nó vào thì nó nhiều hơn thôi. Đấy. Cái tỷ lệ mà vào cái anh em chat nhiều nó nhiều hơn thì anh em sẽ dễ được cái phần thưởng hơn. Thì cuối buổi tôi sẽ tổng kết. Đấy, tôi tổng kết xong rồi là tôi trao giải xong rồi anh em cho tôi cái địa chỉ ID trong trong game của anh em, rồi ngày mai thì sẽ nhà phát hành người ta sẽ tặng quà cho anh em thôi nhá. Đấy là cái phần tài trợ từ nhà phát hành. Rồi ok, chào Nguyễn Đình Hiếu nhá. Chào em Nguyễn Đình Hiếu. Đấy, hôm nay phải cắt giải với livestream đấy, chứ còn bình thường thì cũng không livestream đâu. Rồi chúng ta có thể thấy ở đây là ở trong cái giải đấu này thì toàn Trung Quốc, bởi vì hôm nay đó là cái giải vòng loại ở Trung Quốc. Có người chơi 9 phe giờ và cái bộ này thì phải nói thật với anh em là chắc là vì là đây nó là xoay bài thôi, chứ còn 9 phe giờ yếu lắm. 9 phe giờ đây này. Kinh nghiệm của tôi này là 9 phe giờ. À, trận này chơi 9 phe giờ cũng được. Đây có Sailing Assassin. Xem đồ lấy nào. Ôi rồi, nhưng mà đồ thì lại không lấy cho Sailing. Đồ này là đồ bán trưởng anh em ạ. Đồ bán trưởng thì lại chơi combo rồng mập với cả con thỏ này, nhưng mà yếu lắm. Bộ phe giờ này đi sớm thôi. Có 50 người xem chọn 20 người thì tỷ lệ hơi cao. Không sao, không sao Quang Trần ạ. Thực ra thì nếu mà có 20 anh em xem thì sẽ trao giải là 100%. Cái này là giải do AutoChess tổ chức cả anh, đúng rồi. Đúng rồi em. Cái này là giải cho do nhà phát hành game tổ chức nhá. Thế thì anh livestream, như còn mấy cái giải của người khác tổ chức thì anh livestream làm gì? Đây. Lên được vẫn chưa lên được 10 à? À chưa lên được 10, tiền đang roll nhưng mà có sách anh em ạ. Trong khi đấy thì có 6 Hunter, 6 Ego Seed đang cũng khá khỏe. Chín mét, có hai người chơi 9m nhưng một thằng sắp đi rồi. Đấy, chơi cái con gấu. Con gấu làm tăng cơ. Xem nào. Thằng này nó chơi đấy, không chơi con cây, nó chơi con gấu. Đồ thì ngon đấy. Đồ này thì vẫn sống khỏe. Thắng giải nghe đâu đấy là được 3 triệu hay 4 triệu gì đấy. Vô địch thì 4 triệu rồi phải. Đổi ra tiếng Việt. Nói chung là cái đấy thì tôi cũng không rõ lắm đâu. Anh em có thể hỏi các anh em mà đang xem kênh ấy. Các anh em đang ở trên kênh chat ấy. Đấy. Có anh em đăng ký. Có anh em đăng ký ký giải là hỏi anh em là biết ngay. 9 phe giờ khó, khó sống, khó sống, khó sống. Dồn hết đồ cho cây. Rồi ok ok. Nhưng mà gặp cái thằng yếu, gặp cái thằng này là cái thằng mà nó là cái thằng 9m yếu hơn, 9m này yếu hơn. Và con cây nó đặt ở cái vị trí ở trước mặt của cái con Thunder, chính vì thế nó gây được ít đam.
Từ từ nhá, xem là nhiều anh em hỏi quá. Giải này là vòng loại thế giới à? Đúng rồi nhá. 120 đô có phải không? Đấy, có anh em Trần Nụ. Trần Nụ có chat là 120 đô đấy, anh em confirm lại, anh em đăng ký giải confirm lại em. À, tôi thấy là Lụ Trần oánh là 120 đô nhưng mà lại thì phải thì tôi lại hơi nghi ngờ. Nếu mà bảo là 120 đô không có chữ thì phải thì tôi tin đấy, nhưng mà có chữ thì phải ở đằng sau thì nó câu nó đang hơi gọi là nó chưa được khẳng định lắm. Nó chưa phải là một cái câu khẳng định. Nó mới chỉ là một cái câu nó gọi là phủ định thôi. Một câu hỏi thôi. Mình đăng nhập game trên điện thoại bằng Facebook. Lúc đăng nhập trên máy tính thì nó lại ra ạc khác à? Cái này anh em phải liên kết với cả cái Dragon LED nha anh em nhá. Nhận được hàng lỏng chưa? À, nhận được hàng lỏng chưa? Chắc cái này nó là tiền này mà. Anh em đợi chút. Check điện thoại cái. Cảm ơn anh em Nguyễn Đình Hiếu nhá. Tôi làm cái này đam mê, tôi có nghĩ gì đến Dolet đâu mà tôi trực cái điện thoại để đợi chờ Dolet của anh em. Thôi nhưng mà thôi được rồi thì tôi bây giờ tôi check Dolet vậy. Cảm ơn anh em nhá. Thực ra là làm cái giải này tôi cũng phải nói với anh em là tôi cũng có tiền. Tôi cũng có tiền. Nhà phát hành gọi là trả lương để livestream, chứ còn tôi bình thường tôi có mặn mà gì với mấy cái livestream ở đâu. Khổ. Ngày trước thì bảo là đam mê phục vụ anh em, như tầm này tôi ra clip là được rồi, có tiền rồi. Cái này top 1 đi tiếp không nhá anh em nhá. Cái này là chọn 4 thằng. Đây là vòng loại chọn 4 thằng. Vòng loại chọn 4 thằng nhá. Top 1 120 đô thật không? Sao ít thế nhở? Mẹ tôi 120 đô đánh chật vật bao nhiêu vòng mới được 120 đô rồi á? Thật. Thế thì còn tôi phải nói thật với anh em, chia sẻ thật với anh em là nó còn ít hơn cái lương tôi stream. Tôi stream giải này nó còn cao hơn như thế anh em ạ. Dã man. Thế á, đánh bao nhiêu vòng như thế mà có 120 đô á? Thật không? Điêu. Không tin. Làm gì ít thế được. Không thể ít như thế được. Thế hóa ra là cái giải này là chủ yếu là để thưởng streamer à? Tạo ra để cho streamer thêm thu nhập à? Phải không? Chín em sống khỏe phết nhờ. Ra Sailing rồi nhưng mà đồ không lấy cho Sailing. Liên kết Dragon LED thế nào đấy anh ơi? Tí nữa tôi sẽ hướng dẫn anh em nhé. Anh em bảo tôi tham gia cái giải này, tôi tham gia làm cái gì? Oánh chật vật mai mới được có 120 đô mẹ. Ngồi livestream chả phải thi đấu, chả phải coi như là bon chen gì cả cũng được hơn rồi. Đây xem nào. Insectoid. Rồi, ok. Vậy là cái form của đội hình cuối game anh em đến với cả round thứ 30 nhá. 9 phe giờ bây giờ vẫn thấy là đang làm bố, tuy nhiên là phải cẩn thận với cả ở đây chắc là sợ nhất ở 9 phe giờ ở đây chắc là tôi nghĩ là cái bộ 9m và cái bộ Aegis Hunter. À kìa, bạn Nhã Bùi có bảo là còn có cả tiền ở trong game đấy. Là 500 Dragon LED là cái tiền trong game đúng không? Rồi nhưng mà cái tiền đấy thì chắc là cũng chỉ là để mua đồ thôi, chứ còn tiền đấy đổi ra tiền thật thì nó hơi khó anh em ạ. Tiền là phải tiền tươi thóc thật, chứ còn tiền đấy thì nó cũng giống như là Bitcoin ấy. Thực ra Bitcoin thì nó còn dễ đấy, còn nó giống như mấy cái đồng coin mà vô giá trị thôi. Mấy cái đồng coin ít người ta biết ấy, người ta ít biết ấy. Mấy cái đồng coin nó tôi không bảo là rác, nhưng mà nó kém nổi tiếng hơn. Chứ còn trả bằng Bitcoin thì nó lại sướng quá. Thế thôi thì tôi cứ cho là tổng giá trị giải thưởng của top 1 thì nó khoảng 4 triệu đúng không? Đấy, 4 triệu thì cũng được. Nói chung là nếu mà giải tổ chức đều
2 tuần một lần thì chắc là 4 triệu thì cũng được cho một vài anh em mà gọi là pro player đi kiếm thêm thu nhập. Ok, Insectoid bây giờ đang có vẻ đang khá đuối ở đây. Mặc dù là có con cáo 2 ở đấy. Đồ tuy nhiên là đồ phải ghép phải chống ép bởi vì là rất sợ Feather. Round 31 nhưng mà không có món đồ Kira thì đây nó là sẽ là một cái gì đấy mà nó sẽ phải là ra đi sớm á. Sống nổi đến round thứ 35 không thì khó ấy, khó. Insectoid bây giờ nó đang Almeta anh em ạ. Bộ này đang Almeta. À được, hay quá. Gót đỏ đi rồi này. Ơ chính ra gót đỏ lại đi trước. Thật. Hello, chào các anh em mới vào nhá. Chào anh em Khánh Nguyễn. Hay quá. Ui giời. Thunder Spirit 3 sao. Nhưng mà thằng này gặp Insect thì đi. Thực ra cái thằng Insect nó lại ăn được hai cái nhà 9m. Nhà 9m, một nhà 9m đi sớm rồi này. Cái nhà 9m mà chơi con gấu tăng cơ là đi chắc rồi. Ego Seed Hunter khỏe nhờ. Cái thằng cũng lên được 12 con rồi này. Cái thằng TR lên được 12 con rồi này. Lên được 12, 6 Glacier, 6 Clyde. Đây rồi, meta đây rồi anh em. Bây giờ cái slot thứ 10 là cho con Velomancer thôi. Velomancer là kích Kira. Đâu rồi, đồ đâu. Đấy, đây rồi, con rồng có đồ Kira này. Chờ ra 30 thôi. Đấy, nhưng mà phải sống sót được qua cái bọn Insect nhá. Đấy, bộ này nó lại hơi sợ bộ Insect. Rồi, để xem nào. Ơ, à đây rồi. Lác lác tí anh em ạ. Rồi, với cái tốc đánh như này thì chắc chắn là cái bộ gót đỏ sẽ phải ra đi ra này thôi. Rồi, gót đỏ thì nó không thể mạnh hơn được nếu mà không có con Calon. Và trận này không có Bad Omen, không có Khan nhưng mà chơi gót... À đây có Khan. Nhưng mà không có Bad Omen, không có Calon. À đây có Calon. Nhưng mà không ra thì thôi chịu rồi, gót đỏ sẽ phải ra đi. Bài này gót đỏ chính ra là bộ truyền thuyết là khá mạnh đấy, nhưng mà không ai chơi nhỉ. Chứng tỏ Trung Quốc này meta nó hơi khác so với cả Đông Nam Á. Đông Nam Á mà bài như này, truyền thuyết như này chắc chắn là gót đỏ. Ok. Glacier Clyde tôi dự đoán là nó vô địch. Có anh em dự đoán là Hunter đúng không? Nhưng mà tôi thì tôi không nghĩ là như thế đâu. Tôi nghĩ là cái bộ này nó vẫn là meta thôi, mặc dù là sau khi update ấy nó có giảm sức mạnh của cái bộ Clyde đi một chút, giảm đi cái phần trăm bật khiên, nhưng mà tôi không ăn thua. Tôi nghĩ là không ăn thua. Bộ đấy nó mạnh bởi cái sức mạnh của tốc đánh và một chút là khiên thôi. Khiên nó chỉ một phần thôi bởi vì cái tốc đánh nó gây đam nhanh. Bộ ấy đam mạnh anh em ạ. Chính ra là cái bộ đấy công thủ toàn diện. Bộ này công thủ toàn diện lắm. Nó cũng chả có vấn đề gì với cả những cái khiên cả. Khi mà sau khi đủ đồ rồi con rồng này nó chỉ cần sống sót trong combat thôi. Nó có vận mệnh này, cái vĩnh hằng này. Cái vĩnh hằng này nó sẽ giúp giảm phần trăm sát thương. Có những cái con còn lại này nó chết thì càng tốt anh em ạ. Chết sớm kích Kira cho con rồng này nó cộng đam cộng máu lên nó mạnh. Nói chung là anh em cứ để đấy xem. Chứ còn tôi thấy là nó vẫn là meta thôi. Ôi kìa, sao xem giải Trung Quốc lag ấy nhở. Một lúc mới hiện hình. Ok, hello anh em nhá. Chào các anh em mới vào nhá. Giảm 5% thôi à? À, tôi tưởng giảm 10%. Giảm từ 70% xuống 60 đúng không? Hay là 65? Đấy, mạnh không? Mạnh lắm anh em ạ. Cũng cứ có chỉ cần một con rồng thắng thôi thì nó cứ thắng mãi thì nó thế nào nó chả vô địch. Chỉ cần lọt một con thôi. Đây rồi, đây rồi. Vào rồi này. Anh em đợi chút nhá, tôi đi lấy cái chai nước, vợ tôi vừa mới mua nước cho tôi. Tôi lấy nước đã. Anh em đợi chút nhá. Free from death. Ah, heaven. Naughty dwarves become lizard feed. Thank you.
Đấy. Lag thế nhờ. Đang ở chơi ở server Trung Quốc nên nó lag anh em ạ. Ui vớ vẩn, Insectoid lại vô địch à? Phải không? Đây, đến ra 35 ở đây. Không biết là sẽ có cái món đồ trấn phái không? À đây rồi. Ui rồi ôi anh em ơi, cái thằng này là chưa tới ra 35 nó đã có cái găng tay Kira. Bởi vì là có nhà chết rơi cái găng tay Kira sang. Ui rồi ôi, thế thì chơi cái này thì ăn rồi, có tiền rồi. Thằng Insectoid tự nhiên lại rơi ra, tự nhiên lại thành hai món đồ cam ở trong round trước. Round 35 lại có hai món đồ cam rồi. Hơn hẳn một món đồ cam so với các nhà còn lại. Đó. Xem nào. Hay quá nhờ. Trong khi đầy cái bộ Exorcist là bắt đầu bộc lộ ra những cái yếu điểm ở trong cái bộ này. Yếu điểm là gì? Đấy chính là cái việc là bắn thì nó sẽ cái bộ này thì thực ra thì nó cũng sẽ không có xuyên được giáp. Nó chỉ là trừ giáp thôi, nhưng mà bắn vào Clyde thì nó không xuyên được giáp. Còn nếu mà bắn vào trong Insectoid thì bọn Insectoid nó đẻ ra thì những cái con Insect nó không bị trừ giáp. Chính vì thế là cái bộ Exorcist này thực ra nó phế. Bây giờ chuyển sang 9 Hunter thì ngon hơn. Nó có tới 22 tiền ở đây thì bây giờ xoay chuyển sang 9 Hunter. Counter lại hết, thế thôi. Chủ yếu bộ này đánh bằng khống chế, đánh bằng Siren với cả Tsunami khống chế và những cái khống chế từ bộ 9 Hunter. Còn bây giờ Exorcist thì thực ra không có ý nghĩa, trừ giáp không có ý nghĩa. Hiện tại trong thời điểm hiện tại là chắc chắn là nếu mà không chuyển thì là đi. Ra ngoài chắc chắn đi rồi. Không chuyển kịp. Đấy, gặp bọn não chết, gặp Insect càng chết. Thôi xong rồi. Gặp Insect thì chắc chắn chết. Thấy chưa anh em, thấy chưa? Con cáo chỉ chọt cho một phát thôi. Con súng, ui rồi ôi. Không thể đỡ được. Không thể đỡ được anh em ạ. Đi rồi, 4 máu, chắc chắn là đi. Chơi 9 Hunter ngon hơn nhiều. Quả, nếu mà xếp trên những cái bộ mà chuẩn bị mà đánh đến siêu lết thì có sự chuẩn bị trước. Cuối cùng là cái thằng 12 con thắng anh em ạ, vô địch rồi. 12 con vô địch. Giải này là vẫn có người bỏ này. Chỉ còn có 8 người thì chỉ còn 7 người đó. Đấy, vậy là có thể thấy là ở đây là đánh rất là đa dạng. Đánh rất là đa dạng. Tuy nhiên là tôi cũng phải nói thật với anh em là cái giải này thì nó cũng cho đăng ký khá là gọi là tràn lan, chứ nó không phải là rank queen hay là ranking đăng ký. Đấy. Chính vì thế là các mức rank mà ở cái vòng loại ấy nó sẽ trộn giữa nhiều các cái mức rank khác nhau chơi với nhau. Chính vì thế là về căn bản là cứ xem mấy cái ông top 1 thôi, chứ còn những cái ông ở phía dưới ấy, thì cũng nói chung là cũng có thể là rank thấp đấy anh em ạ. Đấy. Thôi rồi, chúng ta sẽ đến với cái trận đấu tiếp theo đó. Để xem là có chơi luôn không hay là nghỉ mấy phút. Nghỉ mấy phút anh em ạ. Đấy. Thôi được rồi, trong lúc nghỉ mấy phút thì tôi chia sẻ, trao đổi với anh em một chút. Đấy thì hôm nay thì cũng phải nói là cũng lấy làm mừng, khi mà rất lâu rồi tôi mới được có dịp livestream ngồi cùng với anh em. Đấy là anh em, nếu mà anh em đã xem từ lấy đến giờ mà anh em chưa like dã man. Nhá anh em nhá. Đấy tôi nói thế anh em hiểu rồi. Chưa like thì like đi. Đấy. Thế cơ, tới bây giờ tôi hỏi xem là có bao nhiêu anh em đang xem kênh chat là đăng ký tham gia giải đấu này à. Xem bao nhiêu anh em đăng ký tham gia giải đấu. Giải kiểu gì mà cho đăng ký lung công thế đi. Bây giờ giải dành cho mọi người, dành cho player yêu thích auto chat. Anh em này cứ bảo lung công. Lung công mà lung công thế nào. Đăng ký nhanh là được, đúng rồi. Qua vòng đăng ký cũng vãi đái đấy. Tôi nói thật với anh em là chỉ khoảng nửa tiếng, tôi nghĩ là nửa tiếng là hết slot. 150 người xem là bình thường. Ngày trước cái kênh này livestream 800 người xem cơ.
thời thời đỉnh cao nhá, nhưng mà cái thời đỉnh cao đấy nó lâu lắm rồi. Thôi được rồi, thì đấy thì anh em đợi một ít phút thì anh em có gì trao đổi hỏi gì anh em hỏi đấy nhá. Vừa lấy có mấy ông hỏi đăng ký, à đúng không, cái gì nhở, Dragon Led đúng không, thì liên kết tài khoản thì đây vào đây liên kết đây, liên kết cái tài khoản này của tôi nó liên kết rồi nên là bình thường thì nó sẽ có cái đăng ký tài khoản Dragon Led nó ở trên này này, ở cái phần thứ ba này, anh em vào anh em đăng ký xong rồi nó hỏi anh em liên kết thì anh em vào đây anh em liên kết, anh em Google liên kết Facebook thì anh em ấn vào đây thôi, đây liên kết thì ấn vào đây. Nó thi đấu lúc mấy giờ thì cái lịch thì anh em để ý ở trên fanpage của AutoChess ý. Hoặc là anh em cũng có thể xem những cái clip của tôi và ở cái phần cộng đồng của tôi nhá. Tôi sẽ có thông báo ở phần cộng đồng. Nhưng mà cái lịch của tôi livestream thì là như này này, là thứ bảy và chủ nhật hàng tuần anh em nhá. Vào 18 giờ thứ bảy chủ nhật hàng tuần. Và tôi sẽ livestream đến hết chung kết. Cái giải này thì nó sẽ có những cái giải là gồm có giải đơn, giải đánh đơn ấy, giải solo từng người một, thì nó sẽ có ở Trung Quốc này, vòng loại Trung Quốc, xong rồi đánh đến vòng chung kết của Trung Quốc. Đấy, xong rồi là ở Đông Nam Á thì cũng chơi là có vòng loại này. Xong rồi đến vòng 64 này, 32 này, vòng 16 và 18 này, thì người ta sẽ tìm ra được đến cái vòng 18 ấy là nó ra cái vòng chung kết của Đông Nam Á. Thì bên Trung Quốc là có 8 người, bên Đông Nam Á lấy 8 người vào đánh cái chung kết tổng, là chung kết mà sẽ có 16 người. À không không không, chưa chưa, mà nó sẽ là cái vòng 1-16 ở bên bên tổng ấy. Tức là nó sẽ là có một cái vòng 1-16 trước cái vòng 1-8, là sẽ gộp hai cái server Trung Quốc và ở Đông Nam Á vào lại với nhau, sau đó thì thi đấu để tìm ra 8 người. Đấy, loại một lửa ra, sau đó là cái chung kết là gồm có 8 người. Đấy, 8 người ở cái trận sau khi loại hết một lửa thì sẽ còn 8 người thi đấu cái trận chung kết tổng. Đấy là cái vòng dành cho đấu đơn. Đấy, còn đấu đội nữa. Đấu đội thì nó cũng như thế thôi. Đấy, thì cũng Trung Quốc với cả bên Đông Nam Á. Đấy, thì tôi sẽ livestream cái đấu đơn ý, thì tôi sẽ livestream gần như là toàn bộ nhá. Không phải nói là gần như mà là tất cả luôn đấy. Tất cả những cái trận đấu là sẽ có livestream hết. Đấy, ở bên đấu đơn ý. Còn đấu đội thì tôi sẽ có livestream một vài trận tiêu biểu và những cái trận quan trọng chung kết. Từ vòng 1-3-2 thì chắc là tôi bắt đầu livestream từ vòng 1-3-2 thôi. Bởi vì nó nhiều lắm anh em ạ, không livestream xuể được, không có thời gian. Đấy, sức cùng lực kiệt, không làm được hết. À, cái việc phát dương ấy thì trong mỗi cái buổi tôi livestream, trong mỗi cái buổi livestream thì nó sẽ có 20 cái dương nhá anh em nhá, dành cho 20 anh em mà may mắn mà có comment ấy ở trên kênh ấy, may mắn tôi sẽ quay để chọn ra 20 anh em mà có comment nhá ở trên cái kênh chat ấy. À, 20 anh em sẽ được phát cái dương. Cái dương đấy thì để tôi tìm nào, xem nó là cái dương nào. Đây, nó có trong shop này này. Để tôi kiếm nhá. Cái dương đấy là cái dương nào nhỉ? Từ từ anh em đợi chút để tôi xem. Nó là một cái dương mà nó cũng, nói chung là nó cũng có giá trị nên là nó mới phát thưởng. Nó là cái bộ siêu tập cái kiểu mùa hè gì đấy. Để tôi xem nào. Nếu mà nhìn ở trên cái bàn cờ này thì chắc là nó ra cái dương đấy. Có phải cái tiệc bể bơi này không nhỉ? Có phải cái dương cái tiệc bể bơi này không nhỉ? Đấy, đúng rồi đấy. Cái dương mà quay ra cái tiệc bể bơi này anh em này. Ở trong này nó có tất cả cái bộ sưu tập của cái tiệc bể bơi này. Gồm có những cái con chat, những cái skin của chat, rồi những cái bàn cờ, những cái hiệu ứng các thứ. Đấy, đúng rồi đấy. Nhưng mà tôi không biết cái dương đấy nó ở đâu. Ở đây nó không thể bàn cái đấy nhở. Ờ, dương tiệc bể bơi nhưng mà không thấy cái dương đấy ở đây. Chắc là bây giờ không bán nữa. Cái dương này nó bây giờ nó không bán nữa anh em ạ. Nên là nó chỉ tặng thôi.
Hello, chào Mạnh Trần nhá. Chào anh em Mạnh Trần. Cái bản mà tôi đang chơi, nhiều anh em sẽ thắc mắc là tại sao nó đẹp như thế, thì tôi xin trả lời lại một lần nữa là cái bản này nó là cái bản của Epic Game nha anh em nhá. Nó làm để chuyên để dành cho những anh em chơi bằng PC, chứ nó không phải là chơi giả lập. À, không phải là cái dương vừa lấy đúng không? Dương 2 2022 à? Là cái dương nào? Đó, là cái nào nhỉ? Không phải anh em ạ, chắc không phải, nhầm. Không thấy ở đây nhỉ? Nhưng mà nói chung là đấy đấy, anh em cứ comment đi, xong rồi anh em nhận quà thì anh em biết. Tôi nói chung là tôi không biết. Không phải cái dương đấy anh em ạ, không phải cái dương đấy. Không phải dương đấy, dương khác. Khổ, nhưng mà tôi không biết. Dương tặng cuối mùa 18 ấy. À thế à, à trên Pocket à. Bán được ở trên Pocket. À thế đó là cái dương nó xịn xò. Cái dương đấy là cái dương là tiền tươi thóc thật đấy. Không phải là cái dương ấy đâu. Cái dương mua bằng kẹo đâu anh em ơi. Thế thì chỉ có vào Pocket mới biết được thôi. Ok anh em. À cái dương phải đấu giá đúng không? Dương đắt nhất là nó. À đấy, khổ. Thế anh em phải bảo là nó cái dương mà nó xin, chứ không phải dương đấy. Đúng rồi anh em. Hiểu rồi. Đấy, thế nó mới có giá trị chứ, đúng không? Chứ tài trợ vớ vẩn, tôi chả cần nhận tài trợ. À đây rồi anh em ơi. Thôi chúng ta vào trận đấu tiếp theo nha anh em nhá. Anh em cứ comment đi, xong rồi tôi sẽ hết cái trận đấu này, tôi sẽ quay số nha anh em nhá. Dương 10 xu ở chợ đen. Đấy, úi giời, thế thì cũng càng đấy. Cái dương đấy bán được tận 10 xu cơ à? Thế thì cũng được đấy. Ơ sao nhanh thế này? Đã hiệp 6 rồi. Mình bốc phét hơi lâu. À dương ở lại còn ở trong Battle Pass nữa. Đấy thì anh em cứ biết được cái dương đấy nhá, là cái dương có giá trị đấy. Bán được bằng tiền nhá anh em nhá. Anh em nếu mà anh em không dùng, anh em có thể lấy cái dương đấy anh em không mở mà anh em bán đi, sau đó anh em mua đồ ở trên Pocket cũng được. 10 xu một dương thì là mua được nhiều thứ lắm. Đấy, anh em mà xem đầy đủ các cái buổi stream của tôi thì tôi tính sơ sơ là cũng phải khoảng chục trận, 20 trận livestream. Đấy mà 20 trận thì mỗi trận mà anh em may mắn anh em được một dương, anh em được 20 dương. 20 dương vị trí là anh em được 200 xu. Úi giời. Thế là anh em được bằng 50% cái thằng vô địch của giải. Giải này nó chỉ 500 xu thôi mà anh em. Giải này vô địch nó chỉ được 500 xu mà anh em xem stream mà anh em may mắn anh em được 20 cái dương, anh em bán hết đi thì anh em kiếm được 200 xu thì anh em bằng một nửa nó rồi gì nữa. Anh em bằng một nửa thằng vô địch là anh em được coi như là top 2 rồi đấy. Ghê gớm thật. Hôm qua tôi bán skin được 80 coin cả. Ấy à, càng ấy. Bán skin gì mà được tận 80 coin. Rồi. Xem nào. Thằng TR này có vẻ khá là đỏ. Hoặc là có thể là cái thằng này nó là cái thằng rank cao ấy. Thằng này có thể là một cái thằng mà nó chưa chơi hay. Thế là cảm giác như là đầu game hai trận liên tiếp đều oánh chưa thắng. Bọn này chữ Trung Quốc giống nhau quá, tôi chỉ nhận ra được hai thằng là cái thằng có chữ NNG và chữ TR ở phía trước thôi. Với cái thằng Trung Quốc hai chữ, một thằng Trung Quốc ba chữ. Còn mấy cái thằng này tên giống nhau quá. Thôi nên là tôi cứ xem mấy cái thằng dễ nhìn nha anh em nhá. Ngoài thằng này ra gấu assassin rồi này. À gấu chưa nhưng mà sẽ chơi assassin thôi. Ốc mết hứa chữ à? Ấy à. Bán được 80 coin con ốc mết cơ. À đúng rồi, có phải cái con màu đỏ đỏ không? Con ốc mết màu đỏ đúng không? Con đấy thì ghê đấy. Con đấy hiếm. Chưa ăn uống gì anh em, tôi livestream từ 6 giờ mà.
Hello, chào anh em Trường Thanh nhé. Đây là cái giải mà của Dodo tổ chức đấy anh em. Cái giải của nhà phát hành game tổ chức đấy. Anh em không biết à? Comment kiểu gì để roll? Anh em cứ comment vào trong cái kênh chat này thôi nhá. Anh em cứ comment vào trong kênh chat thôi. Xong ngày mai tôi sẽ có một cái danh sách các anh em mà trúng giải thế thôi. Anh em comment vào thì anh em comment nhiều thì nó random thì nó dễ, tỷ lệ nó dễ ra. Làm sao để nhận dương? Anh em cứ comment vào nhá. Xong rồi ngày mai anh em để ý ở trên cái tag cộng đồng ở trên kênh Game Today. Đấy, ai trúng giải tôi sẽ có công bố ở đấy nhá anh em nhá. Sau đó anh em sẽ để lại cho tôi cái ID. ID của anh em thì sau đó thì cái nhà tài trợ ấy chính là Dodo này. Nhà phát hành game người ta sẽ gửi vào trong game cho anh em. Anh em sẽ check ở cái phần thông báo ấy, ở phần thư nhận của anh em ấy. Ít người xem à? À thế à, bao nhiêu người xem mà ít vậy? Kênh này của tôi thì cũng ít người xem thôi mà. Anh em thấy livestream cả năm livestream một lần, lấy đâu ra mà nhiều người xem. Thế thì lại thi nhau sửa farm. À tôi hiểu rồi. Cái ông Đức Huy Trần kia là ông ấy ghi là ít người xem thế ta. Đấy là chính là một cái cơ hội để tăng cái cơ hội đấy. Một cái comment để tăng cơ hội trúng thưởng đấy mà. Được, hợp lý. Nghe 20 dương là có 200 xu, có gì sẽ sai ớ? Thế anh em bảo là cái dương này nó bán được 10 xu thì bán 20 dương thì chả là 200 xu. Rồi ôi, nhân chia cộng trừ cơ bản mà lại còn càng ít cơ hội ăn dương càng cao mà anh em. À thế à. Ở Việt Nam còn ai chơi game này livestream còn nhiều mà em. Tôi thấy nhiều người mà. Tôi có livestream đâu. Tôi bây giờ tôi có livestream, tôi toàn ra clip kiếm tiền YouTube chứ tôi có livestream đâu. Hai con mèo kẹp vào tín thật đấy. Anh em nhỉ. Trông hai con mèo đầu game nó gánh hết luôn. Một mình hai con mèo này nó đã gánh được 2000 nam rồi. Bọn Hunter không là cái gì cả so với hai con mèo đầu game. Rồi chúng ta sẽ điểm qua xem các cái đội hình nó như nào. Thằng TR đầu game thì nó có hai con mèo kết hợp với cả Banter. Trung Quốc ba chữ thì đang câu con gấu assassin. Hiện tại đã có ra được ba con gấu khác nhau rồi. Cái thằng tiếp theo thì bây giờ đang chơi có vẻ như là 12 con. Đang human các thứ vào Clyde. Tiếp theo là Trung Quốc có số 8 cuối cùng. Có vẻ như là sẽ là Feather kết hợp với cả Witcher. Cũng được. Bộ này cũng hay đấy. Tiếp theo là Assassin. Tiếp tục câu gấu Assassin. Có hai người chơi Assassin. Và cái hai người ở dưới thì bây giờ hiện tại là tôi cũng chưa rõ là chơi gì. Nhưng khả năng thì cũng sẽ là Exorcist thôi. Chuyện này có 7 không? Sẽ là truyền thuyết à? Có 7 nhá. Vậy là trong trận đấu này sẽ có ít nhất là hai người là sẽ chơi cái bộ Witcher kết hợp với Exorcist. Vào xem trong game cũng có tỷ lệ nhận được dương. À đấy, thế anh em làm cho hai tác nhá anh em nhá. Một tác là xem trong game đấy, nhưng mà anh em xem trong game thì đéo ai bình luận cho anh em. Anh em cứ xem trong game nhưng mà anh em ra đây anh em lại nghe bình luận cũng được anh em. Nhá anh em nhá, có người bình luận cũng hay hơn mà. Chứ còn ở trong game thì anh em đành phải gọi là xem thôi, anh em tự bình luận cho nghe thôi, tự nghe thôi. Anh em tự bình luận thôi. Ngày trước tôi có cái thú vui là tôi xem bóng đá, là tôi thường là tôi xem bóng đá là hình thì là cái đường hình thì ở trên tivi, nhưng mà tivi tắt tiếng, còn bình luận thì là bật ở trên đài
anh em ạ. Ngày trước có cái chú gì đấy ở trên đài, chú bình luận hay lắm, nhưng mà bây giờ chú không làm nữa rồi. Ngày trước toàn là nghe đài bình luận thôi, xong rồi bật tivi lên xem, cũng là một cái thú vui. Đề nghị MC đọc tên từng player, chịu. Anh em có cái gì nó dễ hơn không? Cái này khó quá, không làm được. Chỗ này có rất nhiều người là hướng tới cái bộ Witcher anh em ạ. Đây này, anh em thấy không? Đấy, Witcher này, tôi một Witcher nhá. Có hai người, mấy thằng Assassin thì không nhá. Assassin thì không Witcher rồi, nhưng mà đây này. Đây này, cũng là Witcher này. Đây này, thấy không? One step away from completing my revenge. Witcher nhiều lắm. Chỗ này nhiều Witcher. Chả nhẽ lại Exit Hunter. Thực ra là cái vòng loại này thì chỉ cần top 4 thôi anh em ạ. Đứng ở trong top 4 đã được vào rồi. Cái giải này thực ra bây giờ nó đang ở cái vòng loại ấy, nên là nó ít người xem. Càng vào trong ấy thì càng nhiều người xem. Anh em tin tôi đi. Mà nhất là ở Việt Nam mình có. Đây là cái trận đấu này là cái trận đấu vòng loại Trung Quốc. Chính vì thế ít người xem nó là bình thường thôi. Và hôm nay tôi cũng nói với anh em rồi, hôm nay tôi nháp thôi, tôi test thôi xem là có phải là ban tổ chức có lừa tôi không. Tôi test thử phát nha anh em nhá. Tôi test thử phát thôi. Đấy, để xem là cuối buổi stream này có tinh tinh không. Có tinh tinh không, nếu mà tinh tinh thì buổi sau lại live stream tiếp. Còn nếu đéo thấy gì thì anh em biết gì rồi đấy nha. Anh em nhá. Cái tinh tinh ở ban tổ chức là một, thứ hai là trao phần thưởng cho anh em kênh chat để xem là ban tổ chức có trao giải như nào. Đấy. Chứ còn bây giờ mà nó lừa tôi thì đương nhiên là ngày mai là không có rồi. Buổi stream nó chỉ kết thúc trong ngày hôm nay thôi anh em nhá. Let's set out on a new voyage. Giải vòng loại thế giới mà lại không có điều kiện tham gia, chất lượng thấp thế nhỉ? Ở đâu? Chất lượng giải làm gì thấp? Giải này chất lượng không thấp tí nào nhá anh em nhá. Giải này chất lượng nó cũng vừa vừa thôi, nó không thấp lắm đâu. Theo tôi thì nó cũng bình thường. để xem là vào trong thì nó thế nào, chứ còn tôi thấy là cũng được mà. Anh em Việt Nam toàn rank queen đăng ký đấy. Tôi nghĩ giải này chắc là của anh em Việt Nam rồi. Việt Nam mình toàn người đánh hay. Mấy dăm bà thằng Trung Quốc này có gì đâu. Anh em không biết mấy thằng Trung Quốc nó còn xem kênh tôi, nó còn bắt chiếc để làm coi như là làm theo ra meta, anh em không biết à. Mấy cái line up tôi làm video clip với tôi làm các cái đội hình, bọn Trung Quốc nó vào nó toàn học theo. Đây này anh em thấy không, đánh giải nó còn làm theo này. Mạnh quá nhở. Làm gì mà bị loại hết anh em. Người đánh kém thì bây giờ mới vòng loại thì vẫn có những cái người đánh kém. Chắc chắn rồi. Tất nhiên là những cái người đánh kém thì vẫn có khả năng vào vòng trong nếu mà có tí may mắn nhá anh em nhá. Còn người đánh hay thì chắc là khó mà bị loại lắm. Tôi thấy thế nào là cái thằng TR này nó cũng sẽ vào vòng trong đó. Khỏe quá nhờ. Hai con gấu đá tín thật. Là cái quan trọng là con gấu mết nó lên 2 sao. Nhưng mà chơi cái gì? Chơi cái gì? Chơi gót đi. Để xem ông này chơi cái gì. Chơi này chơi gót ngon này. Xem vào chuyện này. Chuyện này có Saman không? Có. Gót Saman tuyệt vời luôn. Counter bọn Exit. Tôi nghĩ là cái thằng Trung Quốc ba chữ này lên chơi God Saman. Trung Quốc ba chữ ấy đang có lợi thế lắm nhá. Lại muốn chơi 12 con à. 12 con chuyện này cũng được. Nhưng mà hơi khó. 12 con thì có rớt là ngon rồi. God rớt bom mua lóc các thứ các kiểu mạnh. Phải quá nhờ. Trung Quốc hai chữ đang rất là im bả ở đây.
Rồi cái bộ 2 Glacier kẹp với 4 Egosit. 2 Glacier kẹp 4 Egosit à? Nhưng mà trận này chắc là chuyển sang Witcher thôi. Mà đánh xanh như này thì Witcher là có lợi thế lắm nhá. Witcher là nó chỉ cần xanh đầu game rồi late game ra là con 7 thôi. Chúa quỷ coi như là vô địch đấy. Bộ đấy nó vẫn là cái bộ mạnh ở trong beta. Mà so với cái bộ line mà ở late game thì cái bộ line nó cũng phải gọi là bố luôn đấy. Gót rồng mập à, xem đồ nào. Không phải, được ca lông à? Có ca lông không? Không có. Không 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 không. Đây chỉ là gọi là kết hợp ba rồng thôi. Kết hợp ba rồng thôi, không phải gót rồng mập. Rồng mập đây không mua là chắc chắn không phải gót rồng mập rồi. Ở trận đấu này lấy đồ như thế này là sẽ là Egosit thôi. Egosit nhưng mà có chơi Egosit Hunter không? Có chơi Egosit Hunter không? Chơi vào giải này mới biết là cái bộ Exit Hunter nó vẫn mạnh ấy chứ nhở. Nhờ trông giữ máu tốt đấy. Thằng này thì nó tôi lại không thấy nó mua Witcher. Không thấy mua Witcher thì khả năng là Exit rồng à. Exit Hunter rồng kết hợp với cả bom cũng được. Như thế thì con bom nó sẽ phát huy được sức mạnh ở trong cái bộ Exit. Chuyện này có bom. Có bom 2 mà có cái quả RO vào nữa thì nó sẽ mạnh lắm đấy. Với sức mạnh của con bom này sẽ tương đương với cái sức mạnh của bộ Witcher kết hợp với con chúa quỷ. Thậm chí là còn mạnh hơn cơ. Clear nhanh anh em ạ. Quả bom nó lổ phát chết hết đối thủ thôi. Xong rồi là tất cả còn lại là dồn đấm cái con chúa quỷ. Bởi vì cái bộ đấy là nó còn kẹp thêm được một con Medusa khống chế nữa cơ. Cái bộ Witcher là tốn quá nhiều slot để kích hoạt bốn Witcher. Nó phải kết hợp cả hai con Wizard vào. Xong rồi còn Witcher nữa. Thực ra những cái con như là con Taboo Witcher này, con Fallen Witcher này và hai con Wizard nó chả có cái tác dụng gì ở trong cái bộ Witcher cả. Đấy, nó chỉ gọi là kích hệ thôi. Để cho cái sức mạnh của cái con Exit Ranger và cái con chúa quỷ nó được cái sức mạnh tối đa của nó. Đấy, nhưng mà bù lại thì nó bị mất là bao nhiêu slot. Fallen này là 1 này, Taboo là 2 này, hai con Witcher là 2, hai con Wizard là 3, 4. Vậy là mất 4 con là không có tác dụng gì cả. Là phí. Đấy. Thay vào đấy là cái bộ Exit rồng ấy thì nó lại có cái tác dụng đấy chính là kẹp thêm một con bom để có thể clear. Clear rất mạnh. Anh em đợi chút nha. Vợ tôi gọi. Let the hunt begin. I'm going to be the strongest person here. Rồi. Đang nói đến cái bộ Exit có con bom. Thì ở trong cái bộ Exit bom ấy, nó sẽ có cái con Medusa khống chế. Có con Siren nó số khống chế đấy, nó khiến cho cái đội hình của địch nó đóng đá ở đầu game, sau đó là quả bom nó lổ. Thì gần như là clear hết đội hình của địch rồi. Lúc đấy thì chỉ còn một con là cái con mà có cái BKB ấy. Cái con mà có cái vĩnh hằng ấy và solo với cả 10 con thôi. Solo với 10 con còn lại, trong đấy là có rồng gây đam chính ở trong bộ đấy thì nó rất mạnh. Đấy. Còn cái bộ Exit Witcher ấy thực ra là nó chỉ xoay quanh cái con 7 và con Exit Ranger thôi. Mà hai con đấy thì cũng dễ counter lắm. Hai con đấy thực ra thì chỉ cần ở trong cái đội hình Exit ấy nó có cái con ảo ảnh mà. Nên là chỉ cần bắt được cái con đấy thôi, bắt con ảo ảnh ấy thôi là xong. Tò mò không biết là Âu Tuấn Cơm có sợ vợ không. Anh em đoán xem. Anh em đoán em nhá. Tôi nghe đấy anh em nói thế, tôi biết là anh em vẫn còn độc thân rồi. Tôi biết là anh em vẫn chưa có vợ rồi. Chỉ cần anh em chỉ cần chat lên anh em một cái câu như thế thôi là tôi biết ngay. Ok, chúng ta điểm lại xem bây giờ có những cái nhà chơi gì. Chơi beat ấy à. Vào giải chơi beat, beat thì cũng được bắp đấy. Nhưng mà trông có vẻ như sắp đi rồi. Beat vừa được bắp khá là mạnh, con sâu đúng không? Nhưng mà lại có vẻ như vào giải lại toang. Ch
chơi beat luôn. Cái thằng LG chơi beat này. Ui, bán hết beat rồi, chuyển insect rồi. Beat ngay mà. Beat làm sao mà vẫn nói chung ý. Beat thì mạnh thì nó mạnh thật đấy, nhưng mà gặp những cái bộ mà nó đông những cái thằng mà nó chơi cái bộ Aegis thì beat làm gì mà chơi được anh em. Không chơi được. Beat nó sợ Aegis, gặp Aegis như gặp bố. Nhá. Làm gì còn có cái cửa oánh nhau với cả cái bọn này. Không anh em ơi. Bắt buộc lại phải chuyển sang insect này. Chỉ có insect counter Aegis thôi. Đấy, vẫn là bài cơ bản thôi, bài cơ bản thôi. Nhưng mà đây đây, ui rồi thôi chết rồi. Đấy, nhưng mà lại insect lại gặp beat thì lại đi. Insect gặp beat thì đi rồi. Thằng này đi rồi. Đi rồi, đi rồi, đi rồi, đi rồi. Ôi không đi à? Không đi à? Ây à, được đấy nhờ. Vẫn sống, được đấy, được đấy. Chứng tỏ beat vẫn yếu. Theo đánh giá của anh em, nhiều anh em, rất nhiều anh em comment rồi các kiểu các thứ, inbox nhắn tin các kiểu thì beat mạnh lắm mà sao tôi thấy beat yếu thế. Trông beat sắp đi rồi à. Cái thằng beat Glacier beat mạnh như này rồi mà cũng vẫn thua này. Trong khi cái bộ insect chả có cái gì, toàn một sao vừa ăn được bộ beat xong. Khó hiểu, khó hiểu, khó hiểu. Khó hiểu thế nhờ. À cáo cứu à, cáo cứu à. Rồi cáo cứu. Nó bán cái con Sven đi để nó dồn đồ cho con cáo. Thực ra thì cũng đúng thôi, bởi vì Sven ở trận này phí. Trận này mà dùng con Sven thì thế nào, gặp Aegis Witcher đây này. Aegis Witcher thế nào cũng phế. Demon thì cái con 7 nó chả có cái tác dụng gì. Chơi 7 chả có tác dụng gì. Ai bảo anh em là beat không có cáo, beat thì cáo 2 này. Thằng beat cáo 2 vẫn thua này. Để xem là cái con cáo 1 này nó có làm ăn được cái gì không. Trông có vẻ cũng được cái chứ nhở. Ui ôi anh em ơi. Trông kìa. Insect toy cáo 1 mà trông nó tín thế. Sống sót thì nó 25 rồi này. Ơi ơi, thế thì nó lại được luôn. Bây giờ ra lổ một phát con cáo đập trứng luôn thì nó lại sống sót luôn này. Ghê nhờ, ghê chứ. Căng đấy mà trông cái đội hình này. Anh em nhìn này, có đúng một con 1-2 sao. Có đúng một con nhện 2 sao thôi mà anh em nhìn thấy nó có thể khỏe được như thế sao. Trong khi vừa gặp cái bộ Witcher full 2 sao. Witcher Aegis full 2 sao. Khỏe thật. Có lẽ xem cái thằng ở phía dưới anh em nhá. Từ từ nhá, bây giờ tôi xin trả lời anh em Ken Levy này. Anh em Ken Levy thì như này nhá, bây giờ tôi thì tôi không hướng dẫn được anh em đâu. Nhưng mà anh em tôi chỉ cho anh em để anh em có thể được cái việc liên kết cho nó nhanh này. Đấy là anh em ở trong game ấy là có cái phần nó gọi là thông tin liên hệ hỗ trợ ấy. Đấy là có hỗ trợ từ phía của chăm sóc khách hàng ấy. Thì anh em vào đấy anh em hỏi người ta nhá. Người ta trả lời rất nhanh. Nhá anh em nhá. Đấy cứ vào đấy hỏi thôi. Người ta sẽ liên kết hộ anh em luôn. Anh em chả phải thao tác đâu. Nó sẽ hỗ trợ cho anh em luôn. Bạn Hưng có bảo là em bảo insect bản này khỏe mà anh không tin. Anh vẫn tin. Đấy là anh chỉ gọi là có một câu nói nó gọi là mang tính chất là nghi vấn thôi. Chứ còn thực ra thì anh vẫn tin. Anh tin hết mà. Con mẹ bọn này nó chat. Nó nhìn nó chat kinh ấy nhở. Ẩn con mẹ được không? Không được rồi. Cái bọn này nó spam kinh quá anh em ơi. Leave comment. Nó tắt leave comment như vậy. Ơ sao tôi tắt leave comment rồi mà sao mà nó vẫn hiện nhỉ? Thế là sao? Leave comment đóng rồi này. Leave comment xem chiến đóng.
Ơ kìa, đừng bảo là không đóng rồi nhá. Đùa chứ, nhìn thế này trông bọn này đúng là bọn Trung Quốc là vô ý thức thật đấy. Trông nó sổ farm kìa, trông khó chịu thật. Sorry anh em nhé, tôi không tắt được anh em ạ. Tôi đã cố gắng tắt nhưng mà nó không hết. Thử lại nào. Deep comment này. Đóng hết nào. Đóng hết đi. Thì ai chả biết là chat người xem thì tôi tắt chat người xem đi mà. Bọn này nó chat kinh khủng thật đấy. À hết trận mới có hiệu quả. Ôi dồi ôi, thế thì khổ rồi. Ở trận này mưa comment. Anh em thông cảm nếu mà anh em xem bị giật lag, bởi vì bây giờ nó đang xem ở trong cái server của bọn Trung Quốc nên là nó hơi bị giật lag một chút. Đấy, còn về đường truyền mạng nhà tôi cũng như máy của tôi thì anh em cứ yên tâm nhá, máy xịn. Đường truyền thì 300 mê trên giây, không có chuyện giật lag đâu. Đây là chủ yếu là vì là server của nó. Vãi đái thật, bây giờ thằng Insect nó lại đang có chuỗi này. Anh em Hưng Nguyên có vẻ khá là làm rõ cái bộ này đấy. Ghê thật đấy, cái thằng TR sắp đi rồi này. Vớ vẩn lại đi trước này, ra được bom rồi. Nhưng mà chơi này yếu anh em ơi, chơi này yếu nói luôn. Chơi bom ấy, chơi bom thì phải chơi 6 exit nó mới mạnh. Cái trưởng của cái con bom này nó là vật lý. Còn bây giờ tự nhiên cái trưởng vật lý nó được sát thương vật lý kết hợp với cả trừ giáp, mà ông lại chuyển sang thành sát thương thuần thì mẹ nó còn ra cái gì nữa. Đây là một cái cú bóp nhá anh em nhá. Ra nếu mà chơi cái bộ uy giặt này là chỉ có chơi con 7 thôi nó mới mạnh thôi. Còn chơi Witcher mà lại đi chơi bom bên này thì làm sao mà đánh được. Không đánh được anh em ơi. Yếu. Đi rồi. Đi rồi, đi rồi, đi rồi, đi rồi, đi rồi, đi rồi. Đi rồi. Sao rồi? Ơ, vớ vẩn bị loại này. Không vào top 4 rồi. Còn cái thằng này nó chơi 3 mét kết hợp với cả 4 gấu. Nhưng mà tôi nghĩ là late game mà chuyển sang là Saman là đúng rồi, đây rồi. Đây rồi. Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hay. Biết chơi, biết chơi, biết chơi, biết chơi, biết chơi anh em ơi. Trung Quốc biết chơi đấy. 3 mét 4 Saman chuẩn rồi, vứt gấu đi rồi. Late game rồi. Này counter hết anh em ạ. Counter hết vào bọn Exit. Quánh nhau với Insect thì có ăn được không thì không biết. Nhưng mà về bọn Exit thì đi. Chắc chắn là gặp thằng này đi. Đùa lắc hết nhở. Lắc thật đấy. Lắc này là do server anh em ạ. Anh em nhìn máy của tôi kìa. Anh em nhìn đây này, cái góc màn hình đấy này. Anh em nhìn cái góc màn hình không? Đấy. Cái FPS này của tôi lúc nào nó cũng đạt được khoảng 120. Đấy anh em biết là như nào. Đấy, còn đây nó là lag ấy, nó tụt khung hình là do là nó bị lag. Là do server của bọn nó anh em ạ. Những cái tụt này là nó do server của bọn nó. Mỗi lần mà ra cái round mới ấy, là phải load cái load của server nó bị chậm nên là nó bị tụt khung. Có anh em hỏi là tôi có livestream Dota 2 nữa không thì không nhá anh em nhá. Tôi bỏ lâu rồi, bây giờ tôi vào tôi cũng không biết chơi mà. Bây giờ vào lại phải học lại từ đầu rồi, khó lắm. Meta ở trên Dota nó cũng, tôi nhớ là hình như là nó cũng trước cái meta ở trên cái phiên bản mobile này tận 5-6 tháng cơ. Đấy. Nên là mình vào là mình bị out meta ngay. Có anh em hỏi là tôi dự đoán là thằng nào vô địch thì tôi vẫn dự đoán là cái thằng Saman vô địch nhá anh em nhá. Nó Saman trông tùy lắm. Có anh em sẽ bảo cái thằng Insect này vô địch đúng không? Nhưng mà tôi đánh giá bộ Insect trong cái thời điểm hiện tại thì nó cũng nói là siêu lết thì nó cũng không mạnh lắm. Để xem là có đồ Kira các thứ thì có ăn được không nhá. Về căn bản là cái bộ Insect này nó vẫn sợ một thứ. Nó vẫn sợ một thứ, đấy chính là cái bộ 4 Spirit.
nó vẫn sẽ sợ 4 Spirit, trong khi trận đấu này là có thể kẹp được 4 Spirit. Trận đấu này là có Dark Spirit, nên nó rất thoải mái trong cái việc là nó đánh với cả cái bọn này. Insect này thực ra là late game chuyển sang là God, kết hợp với cả Warlock và Spirit thì không sợ đâu, không sợ bọn Insect đâu. Thằng đầu bảng này nó có thừa tiền và thừa máu để có thể làm được. Lát quá nhở. Đấy, gặp rồi này. Tôi nghĩ là cái bọn mết này không sợ lắm đâu. Tầm này thì thua thì cũng có thể thua, nhưng mà vấn đề là late game cơ. Tí nữa đây này, anh em thấy không? Đây này. À đâu, nhầm. Đây đây. Thấy không? Anh em thấy không? Đây này. Thái biết chơi, thái có biết chơi nhá. Đây chuyển sang God rồi. Late game thì nó sẽ là God anh em ạ. Tức là mết thì nó thua. Mết hiện tại nó đang là chơi là mết Saman. Đấy, mết Saman thì nó sẽ thua. Ở đây nó bỏ rồi đấy. Nó chuyển rồi anh em ơi. Đấy anh em thấy không? Đây này, nó bắt đầu chuyển đúng rồi đấy. Thằng này biết chơi đấy. Thằng này là rank cao. Thằng này là tôi nghĩ là cũng phải tầm King Queen đấy. Tức là lúc đầu thì nó sẽ là chơi mid Saman nhá, xong nó chuyển dần sang là thành là God. Đấy, bây giờ là chuyển sang God, dồn đồ cho Dark Spirit. Xong tí nữa là gì? Nó là Warlock anh em ạ. Nó là Warlock. Không sợ. Bộ này mà chuyển sang God thì không sợ Insect đâu. Đợi chút để xem late game hai thằng này đánh nhau. Anh em nhá. Xem late game hai thằng đánh nhau xem như nào. Còn đương nhiên là giữa game thì nó vẫn chưa form được đội hình và cũng chưa counter nhau thì nó thua nó là điều bình thường thôi, nhưng mà đến late thì không biết thằng nào nó sẽ ăn thằng nào đâu. Ăn rồi này. Ăn rồi. À không. Thằng đấy là cái thằng yếu hơn. Đây, bây giờ là hai thằng này solo với nhau nhá. Spirit này anh em này. Úi giời ơi. Ê, thằng Trung Quốc này nó vừa xem tôi livestream, nó vừa đánh anh em ơi. Nó vừa đánh giải, nó vừa xem tôi livestream. Đúng rồi anh em ơi, đúng mẹ nó rồi. Úi giời ơi. Anh em thấy không? Trời ơi, làm sao mà trượt được. Thằng này chắc chắn là thằng này xem kênh tôi. Thằng này chắc chắn là xem Tuấn Cơm rồi. Khổ, anh em thấy không? Uy tín lắm. Trời ơi, anh em thấy không? Nào xem nào. Rớt nhá, bây giờ ra rớt và là vẫn là 3m mà kết hợp với cả Spirit. Chuẩn rồi anh em ơi, trời. Tôi lại phục với tôi quá đi mất. Tôi coi như là tôi còn nhìn trước cả tương lai luôn. Trời ơi. Thôi nha anh em cứ đợi đi. Thằng này chắc chắn đệ tôi rồi. Thằng này đệ tôi. Hoặc là thằng này đang xem đồ chim. Chắc chắn là cái điều đấy rồi. Đùa. Thật. Tuấn Cơm coi như dự đoán như thần luôn. Anh em cứ đợi đấy. Anh em Quang Trần, đã được coi như là hơn một năm rồi, một tháng rồi. Đấy, rất là cảm ơn anh em Quang Trần đã đăng ký hội viên theo coi như là kênh được trong một cái quá trình là rất là lâu rồi. Ủng hộ kênh, cảm ơn anh em rất là nhiều. Anh em cứ đợi xem nhá. Anh em cứ đợi xem, đây kẹp 4 Spirit rồi mà. Anh em cứ đợi xem. Không, tôi nói rồi, cái bộ này nó không thua được đâu. Cứ đợi đấy. Tôi chơi cái bộ này không biết bao lần rồi anh em ạ. Cứ đợi đấy, bình tĩnh. Đấy, chơi là thằng này nó là chơi con heo làm co luôn. Anh em cứ bình tĩnh nhá. Cứ để đấy, đủ gót vào. Ra rớt rồi nó khác. Chơi ra rớt kẹp Spirit. Nhưng mà tôi thì tôi không chơi con heo. Bộ này là tôi chơi cái gì? Là tôi không có Saman, Samiếc gì hết. Mà bộ này là tôi là Spirit kẹp Warlock là chắc chắn ăn. Không nói nhiều. Spirit kẹp Warlock anh em ạ. Kẹp vào con Sao Ripper, dồn đồ Sao Ripper. Thằng này nó lại không xem rồi. Bây giờ ai đấy có chat ở trong game không nhỉ? Bảo nó lên trên game today xem đi. Khổ. Bây giờ cái bộ này này không tham con heo làm cái gì nữa. Bây giờ bán heo đi. Ơ sao lại bán ra? Ra để cái... Ui thế này thì lại bị sai. Ra là tí nữa là kẹp vào. Kẹp lấy cái giúp con rớt. Làm được 3m mà. Tại sao lại bán ra đi nhỉ?
Thôi được, bắn ra thì vẫn được, nhưng mà phải nó phải là Warlock vào, bởi vì nếu nó không Warlock ấy thì nó sẽ không có hút máu. Nó sẽ không cù nhây được ở trong trận đấu. Cái bộ này nó chỉ cần 4 Warlock thôi. Không cần 6 Warlock. Bây giờ còn tham mấy con gấu Saman làm gì? Bây giờ siêu lết rồi, bây giờ siêu lết rồi. À. Cọc quá, kẹp cọc cái đéo gì vậy? Trận này làm gì có khan mà đòi kẹp cọc. Trời ơi. Sai lắm luôn bạn ơi. Thôi xong rồi. Thằng này nó là cái thằng mà chuyên môn là xem clip của tôi tua đến cuối. Đấy, cái như này nó là không hiểu bản chất vấn đề. Không hiểu bản chất của vấn đề của line up, của sức mạnh line up là không hiểu. Đây nó chỉ là coi như là xem clip tua đến cuối. Đấy. Thằng này là nó rất giống với cả 80% anh em trên kênh này. Rất giống luôn. 80% mấy ông là xem kênh tôi. Đấy, anh em thấy có đúng không? Anh em confirm nhá. 80% những anh em mà đang xem stream buổi livestream ngày hôm nay là tua một phát đến cuối luôn. Và clip tua một phát đến cuối luôn, không hiểu bản chất. Vấn đề là những cái phân tích đầu game, giữa game quan trọng lắm, quan trọng lắm. Thằng này như này là không hiểu bản chất vấn đề rồi. Bản chất vấn đề ở cái bộ này là gì? Là gì? Đâu, kẹp vào Warlock chưa? Kẹp vào Warlock chưa? Ăn được không? Ăn được không? Ăn được không? Ăn được không? Ăn được chưa? Ăn được chưa? Ăn được rồi. À được. À đấy, thì đây lại là một cái người mà xem từ đầu đến cuối anh em ạ. Sorry anh em nhé, đây nó là một cái người mà anh em mà đã xem rất nhiều lâu đấy, anh em Trung Quốc là xem rất lâu, xem rất nhiều và xem coi như là từ đầu đến cuối. Đấy, không bỏ sót bất cứ một clip nào của tôi cả. Đấy, thì thôi được rồi, tí nữa là thế nào rồi cũng vào là coi như là khoe với tôi thôi. Thì tôi tí nữa tôi sẽ chúc mừng anh em Trung Quốc sau nhá. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều. Buổi stream hôm nay đến đây là kết thúc nha anh em nhá. Và các anh em may mắn thì sẽ có ở trong trong cái buổi livestream. À thôi, không cần. Tối nay tôi sẽ ngồi tôi tổng kết nhá, xem là 20 anh em may mắn là ai nhá. Sau đó tôi sẽ post lên cái trang cộng đồng ở trên YouTube. Đấy, anh em nào mà trúng giải thì anh em vào anh em comment, anh em để lại cái ID ở trong game. Rồi ngày mai anh em sẽ được nhận quà ở trong hòm quà của anh em nhá. Ok. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào ngày mai. Tối ngày mai 6:30 nhá. Rồi, hôm nay tôi còn phải tắt cái clip này đi để tôi làm clip tôi phục vụ anh em cơ. Anh em nhá, cảm ơn anh em. Tạm biệt anh em. Bye bye.